Từ này hỏi, thầy cho con hỏi thêm ý nữa là con xem trên mạng nhiều thầy giảng là ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được. Và con của con nó bảo là bà ăn chay thì ốm yếu không có sức khỏe, khổ con cháu. Mà các con thì đi làm xa nhất là ăn chay trường ạ. Và con cũng ăn chay được 1 tháng đến 6 đến 10 hôm ạ. Mà kể cả ăn thịt nhưng con cũng ốm. Đau liên tục ạ. Con vẫn ăn thịt mà con cũng thấy còn ốm đau nhiều ạ. Con bạch thầy chỉ dạy cho con về lợi ích và công đức của việc ăn chay ạ và phóng sinh. Con có thầy còn có thầy bảo chùa tôi chẳng phóng sinh bao giờ vì cứ thả ra rồi người ta lại bắt vào, chưa tính có người mua thì mới có người bắt. Mình mua về thả đến cửa chùa nó chết thì phải tội. Yên lành chẳng sao, mình dặn mua người ta bắt đáng không chết, mà vào lồng chết thì đi mua tội chứ không có lợi ích việc của phóng sinh. Con mong thầy chỉ bảo cho con biết việc phóng sinh lợi ích hay không ạ. Lợi ích hay phải tội ạ. Cái việc đầu tiên thầy nói cái việc vấn đề ăn chay. Các vị đi vào bệnh viện xem, 1.000 người đang nằm trong bệnh viện thì có đến 999 người đó là ăn mặn, thậm chí cả 1.000 người thì đều ăn mặn và nằm viện. Chứ không phải là gì ăn chay là yếu còn ăn mặn là khỏe. Cái khỏe hay cái yếu nó là cái mệnh và cái cơ địa của mỗi người. Cái thứ nhất mình gọi là cái mệnh, tức là cái số phận. Mình nói nôm na là dễ hiểu là số phận, nhưng trong nhà Phật thì gọi là cái duyên, cái nghiệp của người đó. Sát sinh hại vật thì sẽ đem đến cho mình cái sức khỏe gì không tốt, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Nói gì nói ăn chay mà yếu á. Đây thì chúng tôi là tăng ni cả chùa Khai Nguyên này, hệ thống trong tăng ni đạo tràng của chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, rồi chùa Hoàng Tân, chùa Văn Lai, chùa Quất Lâm, chùa Vân Gia, vân vân, tất cả những chùa tôi trụ trì tăng ni đều ăn chay trường hết. Chúng tôi vẫn khỏe, chúng tôi vẫn làm mọi công việc bình thường, từ việc gì các sư trèo lên lái máy cẩu, lái máy xúc, lái xe lu, lái ô tô, lái công nông, lái cần cẩu, cái gì tất tần tật đều làm được hết. Việc gì người ta làm được thì tăng ni trong chùa cũng có đủ sức để làm, mà làm rất là tốt. Như vậy thì không phải là ăn chay là yếu. Có cái bước đầu ấy, chúng ta mới ăn chay ấy, thì nó thay đổi cái cơ địa chúng ta. Nó mất khoảng độ một vài tháng đầu, một vài tuần, một vài tháng là nó cứ run run vì nó thiếu cái chất gì, thiếu cái chất mà chúng ta đang quen thuộc đó. Nhưng một thời gian sau thì chúng ta ăn dần từ 1 tháng, 2 ngày, 6 ngày, 10 ngày, thậm chí nửa tháng, cứ dần dần lên như vậy. Và chúng ta thấy ổn định một cái chúng ta ăn chay trường thì cơ địa của chúng ta thì nó thay đổi, nó không quá đột ngột, nó thích nghi thì chúng ta sẽ không thấy mệt mà run run như vậy. Và rất nhiều người trước đây ăn mặn bệnh bệnh rất là nhiều, thậm chí ăn bệnh ung thư nữa cơ, bệnh gút, bệnh ung thư vân vân, nhưng sau khi ăn chay tụng kinh niệm Phật tiêu trừ nghiệp sướng phóng sinh tu phúc thì họ lại khỏe mạnh trở lại, thế mới hay. Thậm chí bệnh khỏi cả bệnh ung thư, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vòm họng, ung thư tủy vân vân. Rất nhiều người bị những căn bệnh quái ác á, sau khi chuyển ăn chay á, lại khỏi bệnh hoặc là kéo dài thêm tuổi thọ, là nhiều trường hợp như thế các quý vị. Cho nên á, chúng ta đừng có nghĩ rằng ăn chay là gì, là ốm đau, ăn chay là bệnh tật, ăn chay là gầy còm vân vân. Ăn chay mà chúng ta biết ăn đủ chất, các loại chất như rau và rau xanh và đậu lạc, vừng vân vân, ăn các thứ. Chúng ta muốn ăn chay cho có sức khỏe cũng phải tìm hiểu, phải hỏi các sư, và chúng ta phải thậm chí phải đọc sách, đọc báo nữa để hỏi cách ăn chay làm sao cho đảm bảo sức khỏe. Mà đặc biệt là cái tâm chúng ta thì nó phải tĩnh.
ăn chay nó mới khỏe được. Còn Phật tử này hỏi là việc phóng sinh, công đức phóng sinh có tốt không hay là tội? Vì Phật tử nói là có vị sư ở gần chùa bảo rằng phóng sinh chỉ thêm tội, vì không phóng sinh không thì không có người bắt, nay chúng ta phóng sinh có người bắt. Và dẫn chứng vị sư nói là chùa của tôi chưa bao giờ phóng sinh. Tôi cá với Phật tử này, các ông sư hay bà sư cái chùa này là ăn mặn, ăn thịt, uống rượu. Cho nên mới hướng dẫn cho mấy Phật tử của mình mới nói những cái lời như thế. Tôi cá 100% là cái vị sư này chắc chắn là ăn thịt, uống rượu. Mà tôi dám cá một cái nữa là cái vị này học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn gì cả. Nói thì ngược lại với giáo lý của Đức Phật. Đức Phật đã khuyến hóa mọi người phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, đó là việc thiện. Trong các việc thiện thì phóng sinh tu phúc là một việc đại thiện, mà lại nói phóng sinh là gì, lại thêm tội. Không phóng sinh thì không có người bắt à, còn phóng sinh thì lại có người bắt và mang về chùa, khi nó chết trong con chim, chết trong lồng, con cá chết trong chậu phải tội. Và nói như thế là không đúng với gì, với giáo lý của Đức Phật, không cần bàn nữa. Chắc chắn là vị sư này Phật tử này mà, hoặc các Phật tử nào chúng ta nghe một vị sư nào mà tương tự nói rằng phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, bố thí cúng dường thì có việc thiện. Vì sao? Vì cúng dường đem đi cúng dường cho ông ấy hay cho thầy thì có việc thiện, thì chúng ta thì họ khuyên như vậy. Còn phóng sinh không có việc thiện, không phải là việc thiện, không có công đức ấy, thì tốt nhất chúng ta thì đừng có bao giờ đến cúng dường cho một cái vị sư như thế nữa. Tốn tiền mà cúng dường cho một vị tà sư, tà hạnh. Một vị á, đến cái giáo lý cơ bản của Đức Phật còn không biết, thì chúng ta cúng dường cho họ có phúc báo gì, có công đức gì à, thậm chí trong kinh Đức Phật còn nói gì đó là tiếp tay cho kẻ xấu. Ở trong Phật môn á, thì chúng ta gì, họ đọa chúng ta gì, cúng đọa theo họ ừ. Cho nên cái trường hợp này khói về bàn đó là gì, một vị nói như thế có đúng, có phải minh sư hay không? Chắc chắn là gì, là tà sư chứ không phải minh sư nữa ừ. Không phải một vị sư tốt, mà chắc chắn là một vị tà sư. Tôi cá 100% vị này rượu thịt tì tì. Thì mới khuyên các Phật tử của mình như vậy. Thôi không cần bàn, không cần bàn nữa. Thôi, đồng thời thì cũng khép lại cái chương trình câu hỏi Phật Pháp kỳ số 42, câu hỏi số 6 ngày hôm nay. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.